sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, MC diễn viên Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Theo căn cứ dựa trên các tài liệu đã thu thập và xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối hay chiếm đoạt tiền từ thiện của người dân đóng góp, đồng thời xác định nội dung của nhiều đơn tố giác là không đúng. Trước đó, khi trên mạng xuất hiện nhiều kênh YouTube bàn luận về việc các nghệ sĩ sử dụng tiền từ thiện, một youtuber mang tên Quỳnh Như cũng đã từng có những bàn luận sôi nổi trên kênh cá nhân của mình, trong đó có những bài phân tích nhắc đến tên của nghệ sĩ Trấn Thành có liên quan đến những ồn ào về việc từ thiện này. Và mới đây, nữ youtuber đã xin lỗi Trấn Thành, đồng thời làm rõ con số 120 tỷ. Việc một người có lượng fan theo dõi đông đảo như nữ youtuber lại có những phát ngôn bàn luận không căn cứ dẫn đến ảnh hưởng đến định hướng dư luận, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm khi các thông tin có liên quan đến sự việc từ thiện chưa được làm rõ. Đồng thời, điều này cũng khiến cho các nghệ sĩ bị ảnh hưởng không ít đến uy tín và danh dự cá nhân. Thậm chí Quỳnh Như còn lên livestream của nữ siêu đại nam và tích cực bàn luận về lùm xùm từ thiện của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, dần về sau, Quỳnh Như gây mất thiện cảm khi có những phát ngôn gây tranh cãi cũng như gây mâu thuẫn với nữ siêu đại nam. Thậm chí cô từng không ngần ngại tuyên bố ra thế của mình không thua kém gì nữ siêu bình Dương. Lý do gì cô nói con dạy đời cô Cô đừng có đánh đồng con với Nhâm Hoàng Khang Cô đừng nói con tuổi trẻ Con còn trẻ gì đó Con nói với cô là cái tầm của gia đình con Cũng không thua gì gia đình cô đâu Cái này Quỳnh Như nói thẳng với cô luôn Từ một người từng tung nhiều clip Thể hiện sự bức xúc với các nghệ sĩ Dính lùm xùm từ thiện Mới đây youtuber Quỳnh Như đã có một màn quay xe đỉnh cao Khi đăng tải một clip xin lỗi chân thành theo như lời của nữ youtuber, cô sẽ làm các clip riêng gửi lời xin lỗi tới từng nghệ sĩ. Nữ youtuber muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới nghệ sĩ Trần Thành cũng như những người hâm mộ của nghệ sĩ Trần Thành. Nữ youtuber thừa nhận bản thân chưa đủ bản lĩnh nên đã có vô tình bị dẫn dắt để rồi đưa ra những nhận định không chính xác, những clip phân tích không đúng. Quỳnh Như thừa nhận những phát ngôn thiếu hiểu biết của bản thân đã khiến cho nghệ sĩ Trấn Thành vì những bài phân tích của mình liên quan đến vấn đề từ thiện để ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của MC Trấn Thành. Cũng trong lời xin lỗi của nữ youtuber Quỳnh Như, cô mong rằng Trấn Thành hiểu và hy vọng rằng sẽ nhận được sự tha thứ từ phía nam nghệ sĩ. Quỳnh Như không có cố tình làm một điều gì đó hay theo mục đích của ai đó để hạ bệ uy tín của Trấn Thành, như không giải thích thêm những gì mà mình làm. Mong rằng anh cũng hiểu cho tấm lòng của Như. Đáng nói, Quỳnh Như cũng khẳng định rằng cô không bao giờ tin rằng con số 120 tỷ mà dân tình đồn đại về số tiền MC Trấn Thành đã kêu gọi được. Thật ra ngay từ đầu, Quỳnh Như chưa bao giờ tin rằng Trấn Thành với con số 120 tỷ hết. Quỳnh Như từng chia sẻ điều này với một số người trong nghề. Tuy nhiên có lẽ vì mình nhận định chưa chính xác nên đã vô tình bị dẫn dắt và mình có những cái clip phân tích không đúng. Trước khi kết thúc clip, nữ youtuber cũng gửi lời chúc mừng tới nghệ sĩ Trấn Thành khi đã được rửa sạch những oan khuất trước đó. Cô chia sẻ, hy vọng anh sẽ thành công hơn trên con đường nghệ thuật. Chúc mừng anh đã được Bộ Công an trả lại sự minh bạch của mình trong một thời gian rất dài. Sau khi clip được chia sẻ, đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Có ý kiến cho rằng biết sai biết sửa là một điều nên làm và ủng hộ hành động đúng đắn của nữ youtuber nhưng cũng có những ý kiến cho rằng cô đang làm màu trước thông tin sẽ có những chế tài xử lý, những phát ngôn không chính xác từ phía những người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên cộng đồng mạng. Cho đến thời điểm hiện tại, clip này vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và vẫn chưa giảm nhiệt. Thưa quý vị, vừa qua, vào ngày 9 tháng 2, nghệ sĩ Thanh Điền, chồng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã tổ chức lễ 49 ngày cho người vợ quá cố của mình tại chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh để lại niềm tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Các đồng nghiệp thân thiết đã đến thắp cho cố nghệ sĩ tài danh nén hương tưởng nhớ. Đến thắp hương cho nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong lễ 49 ngày, ca sĩ Trương Quỳnh Anh bày tỏ sự buồn bã. Cô cũng gửi lời động viên đến nghệ sĩ Thanh Điền sẽ có thể sớm vượt qua nỗi đau mất vợ. Ca sĩ Trương Quỳnh Anh chia sẻ, 49 ngày của máu Huệ hai cha con và những khán giả luôn yêu thương má, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Là một người đàn em thân thiết với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trên sân khấu Cải Lương, nghệ sĩ Kim Tiểu Long không quên đến thắp nén hương cho đàn chị quá cố trong ngày lễ 49 ngày. Về tới là thắp hương cho chị kính yêu, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long nghẹn ngào chia sẻ. Trong lễ 49 ngày của vợ, nghệ sĩ Thanh Điền không giấu được sự mất mát. Kể từ khi bà xã qua đời, nghệ sĩ Thanh Điền luôn cảm thấy nhớ nhung và say dứt ông từng tâm sự rằng đêm giá buốt anh cuộn mình trong tấm chăn mỏng nghĩ về con đường tương lai phía trước chập sờn chiếc cuối đan tay tấm chăn em đắp vẫn nằm cạnh như mọi ngày nhưng nơi em nằm thì lại là một khoảng trống khiến cho tôi phải giật mình nghĩ thầm trong tiềm thức mẹ nó đã mất rồi một cảm giác nghẹn ngào trỗi dậy khi chúng tôi cũng không biết rằng liệu mọi thứ rồi sẽ phải kết thúc như thể chưa từng ghé qua cuộc đời tôi thổn thức như một kẻ dại khờ hoang mang tự hỏi có phải dù nắm thật chặt đi chăng nữa thì nó cũng sẽ như những hạt gát trôi dần khỏi bàn tay của mình một cảm giác đau đớn hơn tất cả nghệ sĩ cải lương thanh kim huệ tên thật là bùi thị huệ sinh năm 1955 tại thành phố hồ chí minh trong một gia đình có hai chị em gái trong suốt sự nghiệp của mình bà đã để lại một gia tài nghệ thuật đồ sộ với nhiều vai diễn bất hủ như lan và điệp ngao sò ốc hến lương sơn bá trúc anh đài hay mùa hoa trắng sở hữu giọng ca ngọt ngào khiến khán giả say đắm. Thanh Kim Huệ là nữ nghệ sĩ nổi tiếng của làng Cải Lương phía Nam. Bà từng trải qua các đoàn Dạ Minh Châu, Thiên Hương, Hoa Phượng, Kim Trung và đoàn Cải Lương Nhân dân Kiên Giang, Sài Gòn. Quý vị thân mến, mới đây trên trang fanpage cá nhân của mình, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã thông báo đến khán giả thông tin quan trọng về đêm nhạc My Show 1981. Cô cho biết trong ekip làm chương trình có thành viên đã không may mắc COVID-19 và đang được điều trị. Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ ekip cũng như sức khỏe cá nhân của mọi người, đêm nhạc của nữ ca sĩ sẽ được tạm hoãn và rời lịch về sau. Nguyên văn đoạn chia sẻ trên trang fanpage cá nhân của Mỹ Tâm như sau. Thông báo về việc rời đêm nhạc số 3 của My Show 1981. Thân chào quý khán thính giả. Sau khi quay trở lại làm việc sau Tết, một nhân sự thuộc ekip My Show 1981 đã được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2, đồng thời đã tiếp xúc với các thành viên khác trong ekip trong buổi họp triển khai My Show 1981 vào đầu năm. Vì vậy, để đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người, MT Entertainment rất tiếc và phải xin phép quý khán giả được rời lại ngày tổ chức đêm nhạc online số 3 của My Show 1981 từ 20h30 ngày 14 tháng 2 năm 2022 sang 20h30 ngày 24 tháng 2 năm 2022 để đảm bảo an toàn, phòng và tránh dịch. Xin thành thật xin lỗi quý khán giả vì sự bất tiện này và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng với My Show 1981 trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý khán giả một năm mới thuận lợi, bình an, gặp nhiều may mắn trong năm mới. Bài đăng trên fanpage của Mỹ Tâm đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía khán giả. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì chưa thể được gặp mặt thần tượng cũng như thưởng thức đêm nhạc này. Tuy nhiên, đa số cũng rất lo lắng, hỏi han cho tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Người hâm mộ của cô không khỏi lo lắng cho tình trạng và kết quả xét nghiệm hiện tại của Mỹ Tâm vì nghĩ rằng có thể cô cũng đã tiếp xúc với F0. Sau hai đêm nhạc, chương trình của Mỹ Tâm đã nhận về nhiều phản ứng tích cực và phản hồi tốt từ khán giả. Đây là thời điểm nữ ca sĩ quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng vì dịch bệnh và giãn cách. Người hâm mộ Mỹ Tâm vô cùng vui mừng vì có thể được giao lưu và thưởng thức âm nhạc của nữ ca sĩ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ online. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.